Em ơi, dạ, cho anh hỏi là ở đây một người một bàn thì bao tiền một tiếng? Dạ 89 một tiếng anh ạ. Thế còn hai người? Hai người vẫn 89 một tiếng anh ạ. Sao chơi không? Không, em không chơi đâu. Sao? Bây giờ nhá, một người 89.000, hai người cũng 89.000, mày có coi tao là người không? Ừ nhờ. Này, chú xem nào, nâng giá lên được không? Dạ, thế thì em mời anh chị có bàn VIP ạ, 119.000 một tiếng ạ. Được chưa? Người ta lấy nhiều hơn rồi đấy. À? Nhưng mà 119k thì hơi đắt. Ồ, đắt ạ? Thì bây giờ em lấy một người là 60.000, hai người là 120.000 nhá. Vừa anh em rồi đấy, về chơi không? Được, chơi, đi.